Xin chào mọi người. Thật tuyệt vời khi được có mặt ở đây hôm nay để cùng kỷ niệm một cột mốc đáng nhớ. 30 năm, các bạn có tin được đã lâu đến thế rồi không? Đúng rồi. Khi bước trở lại những hành lang quen thuộc này, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Sân trường rộn rã tiếng cười đùa và những lớp học chắp cánh cho ước mơ của chúng ta. Đó là những ngày tháng đã hôn đúc nên con người chúng ta hôm nay. Và hôm nay, chúng ta lại trở về nơi tất cả bắt đầu. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ mãi lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Hôm nay, sau 30 năm, chúng tôi có dịp trở về thăm lại mái trường. Ngôi trường Trung học Cơ sở Hải Thanh nằm trong lòng huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Được gặp lại những người bạn, được gặp lại các thầy cô giáo. Ai cũng bồi hồi xúc động với biết bao kỷ niệm tuổi học trò ùa về. Tuổi học trò của chúng tôi dù trôi qua lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi nhớ về vẫn luôn xao xuyến, bâng khuâng. Cả lớp đứng dậy. Các em ngồi xuống. Chào tất cả các em. Ngày hôm nay là một ngày mà cô nghĩ là một ngày trọng đại nhất. Sau 30 năm, mọi người là quay về mái trường để mà tri ân mái trường, tri ân thầy cô. Thì cái điều này là cái điều mà cô rất là vui mừng, phấn khởi, mà không những riêng cô và tất cả tập thể giáo viên, người ta cũng rất là vui mừng, biết ơn các em. Và nghĩ lại 30 năm qua thì có lẽ là tuổi thơ các em đã gắn bó với cái mái trường này, bao nhiêu ký ức vui, buồn, bây giờ cũng trở thành một kỷ niệm đẹp. Và cô nghĩ rằng là đây cũng là một món quà mà các em dâng lên thầy cô, dâng lên nhà trường, không có gì sánh được. Cái điều này là điều mà các thầy, các cô rất là biết ơn các em, mà rất là cảm ơn các em. Đấy. Và bây giờ là ta có nói 1.000 lời đẹp, 1.000 ý hay cũng không bằng được cái hành động của các em trong ngày hôm nay. Đấy, theo cô nghĩ là như vậy. Cho nên là cô cũng mong là các em là khỏe mạnh, có nhiều sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn, mạnh khỏe, lời cuối cùng nha. Thực sự là bọn em hôm nay là rất vui, là cái khóa học 94 là chúng em năm nay tổ chức cái dịp 30 năm trở lại mái trường thân yêu, nơi đã một thời cắp sách tới trường. Với cái ý nghĩa là chúng em sẽ có ba cái ý nghĩa lớn. Một là thăm lại cái mái trường xưa. Cái thứ hai đó là được gặp gỡ các thầy cô giáo cũ và tri ân các thầy cô giáo. Cái thứ ba, ý nghĩa thứ ba đó là chúng em được giao lưu kết nối bạn bè sau 30 năm. Rồi mỗi người, mỗi phương nay với có một cái dịp được về trường. Và cũng nhân dịp này thì thay mặt cho các bạn cựu học sinh của khóa xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới các thầy cô giáo và gia đình, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Và cũng xin chúc tất cả các bạn cựu học sinh của chúng ta tề tựu trong cái dịp 30 năm này cùng với gia đình, lời chúc sức khỏe và thành đạt. Hy vọng trong cái dịp 30 năm này bạn bè chúng ta sẽ kết nối rồi giao lưu, thăm hỏi nhau trong cái để động viên nhau trong cái cuộc sống hôm nay. Xin em xin cảm ơn.
mỗi khi hè đến, nghe tiếng ve râm ran, nhìn hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường, những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi hoa niên như sống dậy. Hai từ giá mà cứ lặp đi lặp lại với những người bạn chúng tôi mỗi khi gặp nhau. Xa nhau rồi mới trân quý những ngày ở bên nhau. Chia tay rồi mới thấy mình nợ nhau. Nợ một ánh mắt, một nụ cười và cả 1000 lời xin lỗi với các thầy cô. Tiếc nuối thật nhiều và yêu thương cũng thật nhiều. Phải chăng thời gian quay trở lại một lần nữa thôi để ta biết trân trọng những khoảnh khắc ấy. Thời gian lặng lẽ trôi, ấy cũng là quy luật tất yếu của tự nhiên. Được trở về ngôi trường thân yêu, nơi bao năm gắn bó hầu hết các thế hệ học trò đều không giấu được những cảm xúc nhớ nhung của một thời cắp sách. Sau 30 năm tôi quay về trường thì tôi rất vui và được gặp lại thầy cô và bạn bè cùng lớp và cùng khóa. Thì thật sự là trong lòng rất vui, cảm xúc rất dâng trào và rất cảm ơn thầy cô và ban liên lạc để tạo điều kiện cho các bạn cùng khóa để gặp nhau. Những cái ngày quay về trường hội tụ lại, gặp lại nhau rất vui, tôi rất cảm ơn. Nhìn khoảnh sân trường rợp mát cây xanh, nhớ sao thủa ấy, vào mỗi giờ giải lao, bạn bè chúng tôi thường chạy ùa ra, ngồi dưới những tán cây xanh che mát vui đùa, trò chuyện râm ran. Những trò chọc ghẹo tinh nghịch, ghép đôi của tuổi học trò cũng từ đó, để rồi chúng bạn rượt đuổi nhau chạy khắp sân trường. Ngày chia tay quãng đời học sinh, cũng nơi sân trường ấy, mỗi đứa lại bịn dịn trao nhau dòng lưu bút. Nhìn những dãy phòng học, nhớ lớp học thân thương, nhớ bạn tên Phạm Đình Luyên, ngày nào ngồi cùng bàn, nhớ sao tiếng thầy cô giáo giảng bài, nhớ hình ảnh thầy giáo Đặng Ngọc Nhất, hiệu trưởng, nhớ thầy dạy toán Trần Tiến Dũng. Giờ bạn và thầy đã ra đi mãi mãi, chỉ còn là ký ức của bao thế hệ học trò. Đã 30 năm kể từ khi rời xa mái trường thân yêu, ngày trở về có biết bao đổi thay, nhưng tình bạn, tình thầy trò vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Trong vô vàn yêu thương của ngày hội ngộ cùng nhau ở mái trường này, cảm ơn ghế đá, sân trường thân yêu, cảm ơn tuổi học trò đã cho chúng tôi những kỷ niệm thật đẹp đẽ không thể nào quên. Em yêu phút giây này.
sân trường rộn rã tiếng cười đùa và những lớp học chắp cánh cho ước mơ của chúng ta. Đó là những ngày tháng đã hun đúc nên con người chúng ta hôm nay. Và hôm nay, chúng ta lại trở về nơi tất cả bắt đầu. Nhìn thấy những gương mặt thân quen, tôi lại nhớ về tình bạn chúng ta đã vun đắp từ thuở ấy. Tình bạn đã vượt qua thử thách của thời gian, những tiếng cười vẫn còn vang vọng trong những bức tường này. Và những người thầy, người cô đã truyền cảm hứng cho chúng ta vươn tới những vì sao. Chính những mối liên kết đó đã đưa chúng ta trở về đây ngày hôm nay. Khi chúng ta kết nối lại, chia sẻ những câu chuyện và sống lại những ngày tháng tươi đẹp, hãy nhớ về những bài học chúng ta đã tiếp thu tại đây. Hãy trân trọng tình bạn đã bền chặt và hãy cùng tạo nên những kỷ niệm mới để thêm vào bộ sưu tập của chúng ta. Nâng ly chúc mừng 30 năm trưởng thành thành công và những mối liên kết bền chặt. Cảm ơn tất cả các bạn đã là một phần của hành trình tuyệt vời này. Hãy cùng nhau biến 30 năm tiếp theo trở nên tuyệt vời hơn nữa. Hẹn gặp lại. Hãy giữ gìn sức khỏe và giữ liên lạc nhé. Hôm nay tôi về thăm lại trường xưa, ngôi trường nằm trong lòng huyện Tĩnh Gia. Bạn bè thầy cô kỷ niệm tràn về, niềm vui xao xuyến, tuổi học trò thân thương. Mùa hè đến, tiếng ve kêu râm ran, hoa phượng đỏ sân trường rực cháy, những nỗi buồn lấp lánh trong mắt. Hai từ giã mà cứ lặp đi lặp lại, xa nhau rồi mới biết quý những ngày xưa.